Là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam Nhật Bản tại Thừa Thiên Huế, vào tối qua tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản 1973-2023. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, ông Yagabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội đến từ Nhật Bản có quan hệ hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, Thừa Thiên Huế luôn có mối quan hệ hết sức thân thiết và hiệu quả đối với các đối tác Nhật Bản, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Hiện tỉnh đã thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Nhật Bản trên các lĩnh vực như phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân. Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất cho tỉnh. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản ngày càng quan tâm, triển khai nhiều dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tại địa phương. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến Hoàng gia Nhật Bản, chính phủ, các địa phương, tổ chức doanh nghiệp và cả cá nhân Nhật Bản đã góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong thời gian tới. Bày tỏ niềm vui, sự trân trọng khi nhiều hoạt động ý nghĩa được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam Nhật Bản. Ông Yagabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định, năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc son mới trong quan hệ Việt Nam và Nhật Bản nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các đối tác Nhật Bản nói riêng. Với vai trò của mình, Tổng lãnh sứ quán Nhật Bản sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa để tăng cường mối quan hệ giữa Nhật Bản và tỉnh Thừa Thiên Huế. Mở đầu với tiết mục âm sắc hương bình, hơn 60 phút của chương trình nghệ thuật với những tiết mục hát múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa Huế và các địa phương Nhật Bản. Đặc biệt, lưu dấu trong khán giả là tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc của các em học sinh trường trung học cơ sở huyện Tri Phương, bộ sưu tập thuở vàng son với phần trình diễn áo dài ngũ thân, áo Nhật Bình, đoàn nghệ thuật Okinawa với tiết mục biểu diễn trống, trình diễn trang phục kimono và yukata của Nhật Bản.